Châu ơi ơi. Có nhà không Châu ơi ơi? Có nhà không? Đây là căn nhà của Châu nha. Giờ nước ngập hết trơn luôn rồi kìa. Rồi, sau đây nhà nước ngập vậy em? Nước ngập muốn lên tới nhà luôn rồi. Hồi tối nó ngập tới đâu? Tới đây luôn hả? Ôi ơi, dữ hả? Mọi người sao nó tràn dữ ta? Cái này nước mưa hay sao mà tràn dữ hả? Để gắn mít cái gì, gắn mít. Xích vô anh gắn mít cái này mát hả? Gắn cái bông đi. Ờ, đây. Gắn lỗ tai được không? Hôm nay lên đeo dây chuyền cho em luôn rồi đó. 500 anh em là tới là hỗ trợ cho em đó. Rồi thôi. Rồi mát xíu nè. Ngồi đi em. Rồi chơi ghế ngồi đi. Mình ngồi dưới đây đi. Thì đừng chơi. Thì hôm nay mấy anh em của anh á trở lại đây thăm em, cũng như là hỏi thăm về cái tình hình mà em đi siêu âm khám bệnh đó. Dạ. Khám bầu hôm qua hôm kia rồi đó. Rồi sao rồi? Thông báo cho mấy anh em hay coi. Cái đi khám mà người ta không có nói cho mình biết. Ừ. Là trai hay gái? Vì bây giờ ta nói là khi lúc mà 8 tháng vậy á là đi khám lần nữa, khám ở ngoài đi. Với mấy người ta nói cho mình biết. Ừ. Lúc đó là em đi bệnh viện lớn. Là hôm qua là em đi bệnh viện nhỏ hả? Bệnh viện lớn. Bệnh lớn. Dạ. Người ta chưa có nói là trai hay gái. Dạ. Người ta kêu đi khám lần nữa là mới cho hay ha. Dạ. Đi ở ngoài. Ừ. Có khám mà chân cẳng gì được không, bị gãy chốc không đó rồi bác sĩ nói gì? Bác sĩ nói cho thuốc uống à. Cho thuốc uống là hết. Dạ. Ha. Chắc cái này bị nhiễm nước quá. Nhiễm nước cái nhiễm nước á. Chắc nước ở đây á. Mọi người thấy ngập hết trơn rồi nè. Gãy không à? Ngập hết trơn chỗ nhà luôn à. Nước không sạch đó. Nước lên lá rồi. Có khi nào nó tràn lên tới cái nền mình không? Không. Ở đây chắc ngủ nhiều lắm ha. Dạ. Rồi bà ngoại đâu cho bốn? Ở ngoài em đi đam của ông ấy, kiểu là con rể của bà con đi. Đám của con rể bà. Con rể mất. Con rể mất đi giám ha. Dạ. Rồi từ ngày hôm qua tới nay là bên gia đình chồng có liên hệ gì với em lại không? Không. Không ha. Dạ. Chắc là cũng nghe câu chuyện đó thì cũng im rồi. Cho im rồi đó. Nói chung là cũng mong là hy vọng là ở phía bên nhà chồng mà cũng để cho em cha Un này có cuộc sống mới đó. Dạ. Cũng như là khép lại cái câu chuyện đó luôn. Thì trong khoảng thời gian vừa qua đó mấy anh em cũng chia sẻ về cái câu chuyện của em đó. Dạ. Thì cũng có rất là nhiều những anh đẹp trai sáu múi cũng muốn liên hệ để mà kết nối với em. Thì sẵn qua cái video của mấy anh em này thì em có cái mong muốn như thế nào đó thì em sẵn em nói luôn để cho mấy anh hiểu. Để ngày nào mấy anh cũng nghe cái điện thoại anh ơi, em cho Un có muốn kiếm ai nữa không? Em cũng muốn đứng ra chăm sóc và lo lắng cho mấy mẹ con. Đó, sẵn qua đây thì em có điều gì muốn nói với mấy anh không? Đó. Thôi em không qua đây đâu. Không có sao? Em không muốn nữa. Không muốn nữa ha. Không muốn chồng lúc nữa này là ha. Để em đi im chút đi. Ừ. Chứ giờ vậy rồi kêu lấy chồng nữa là thôi tiêu đời em luôn. Mình ấy mà mình tìm hiểu trước khi mình mới lấy chứ đâu phải mình nói là lấy liền đâu. Có cái anh ở Sóc Trăng đẹp trai lắm, chưa có vợ, cũng có liên hệ với anh nè, nói muốn xuống đây làm quen cho Un. Có muốn nói chuyện với anh không? Không. Sợ. Anh nói là anh hứa là anh lo cho hai mẹ con luôn tới lúc mà sinh nở luôn. Vậy là theo cái mong muốn của em Châu Un là ngay lúc này là em không có nghĩ tới cái chuyện đó ha. Không. Nó tạm thời là không có nghĩ tới chuyện đó, nên là mấy anh nào mà xem video của mấy anh em đó cũng đừng có bình luận lên là làm mai cho em hay là em muốn kết nối với Châu Un này kia nha. Để cho mấy yên tâm để mà sanh nở. Ừ. Đó, đây là đứa con trai lớn nè. Đó. Trần Minh Chí đó. Chú anh là mấy con đứa này với đứa trong bụng ha. Dạ. Cái bé cái đầu nó bị gì á? Tóc quấn nằm có chiếu. Cái này á nó nóng quá nó lên chị. Nóng quá ha. Dạ. Nóng quá nào xảy ha.
khoái mấy cái đó. Nó khoái mấy cái mít kìa, nó chụp hoài kìa. Chụp cái mít kìa. Lạ chớp chớp đèn đó. Quay ra, quay ngược lại. Ừ. Phải rồi. Hôm nay lên nè, có thông báo tin vui gì đó. Thôi. Đừng có pha. Kìa cho coi. Không chịu, nó muốn cái này. Dạ, hỏi vậy, lấy ăn con. Hỏi nè. Rồi im liền. Im quá. Quá dễ. Cho nó nhìn mình giống qua chết luôn. Hôm nay mấy anh em cũng có tin vui để mà báo cho em nè. Quá vui vậy. Con bục báo nè. Có muốn nghe không? Thì có chị Hồng Thấm ở bên Singapore. Dạ. Cũng muốn hỗ trợ cho em là lợp lại cái mái nhà. Lợp lại cái mái nhà để cho nó đừng có dột á. Dạ. Cái mái nhà của em thì khi mà xem video đó thì chị Hồng Thấm cũng thấy được cái hoàn cảnh của em vậy đó. Là cũng muốn là hỗ trợ cho em lợp lại cái mái nhà. Thì phía trước thì có tôn nhưng mà phía sau thì bằng lá dừa nha, lá dừa nước. Cái này anh nghĩ là nếu mà mình lợp xong cái tôn này á, rồi mình lợp thêm một cái lớp lá nữa cho nó mát. Đúng rồi. Lên trên giống vậy đó. Là bác là muốn lợp tôn xi măng. Tôn xi măng nóng lắm. Nóng hả? Nóng lắm. Lợp tôn vậy xong lợp lá nó mát. Cũng như hiện tại là xi măng đang khoảng có nửa năm rồi. Không, mình lợp tôn vậy đó xong mình nẹp lá giống gì nè. Vậy là mát lắm. Gan gì là mát lắm luôn á. Thì xung quanh đó thì toàn là bằng cao su không à. Nước nó lên nè, cái này chắc thời gian tới chắc là nó lên ngập cái nào này luôn á. Cái này là chắc có lẽ là sẽ tới nhờ... nước là nó ngập à. Nâng nền mới được. Cái này là nhờ cô chú anh chị giúp đỡ này cho nâng cái nền đó, nâng cái nền lên khoảng nửa mét á. Nâng lên nửa mét. Giống như là cái nhà tiền chế gì đó. Làm cái nhà tiền chế như vậy rất là ok luôn. Cái này thực sự không phải như cái nhà đâu mà một cái chòi nhỏ. Cái này chòi gà. Cái này là cái chòi nuôi gà mà. Dạ. Trời, lúc trước là ông ấy của em là nuôi gà ở trong đó rồi. Ừ. Bây giờ bán gà hết trơn rồi. Thay em từ nghiệp á cho em ở. Ở trong chuồng gà cái gì? Dạ. Rồi hay cái tin này em vui không? Dạ vui. Dạ. Sửa là cái nhà và lợp là cái nhà cho che nắng che mưa rồi đó. Rồi sau khi mà mấy anh em thực hiện cái ước mơ đầu tiên đó, có tiền sanh nở ở đây, em có muốn ước mơ thêm gì nữa không? Em muốn có một viên đất. Ừ? Em muốn ước có một viên đất. Ước viên đất, đất. Dạ. Thì miếng đất thì hiện nay là cậu nếu mà có cậu cho rồi đó. Đó. Em muốn có cái của mình. Thì đó, ông sang tên luôn rồi đó. Thôi. Thì cậu cho là cho của em luôn rồi đó. Bây giờ cứ tính hỏi một chút nè, có được không? Ừ. Rồi cô ra luôn đi cô. Dạ, thay một giọt này đắt tôi hết. Ừ. Nghe, cô. Bây giờ phải cho thì dạ cho, không cho thì dạ và bây giờ phải thay con cứ nói phải tính toán cho tôi già ông mới mất. À. Phải không? Tôi nói vậy đúng không? Bằng một giọt này có tôi bằng khoan vô hết. Tôi có cho con hết luôn. Cô ra đó, cô đứng ghế luôn. Bây giờ thay khổ đi. Ngồi xuống. Ghế sau lưng kìa. Tôi cũng biết làm phước vậy mà cho có chút đỉnh già vậy đó, phải không? Dạ. Tôi không có muốn. Xách xách vô. Tôi đã biết làm phước vậy. Xách vô luôn, xách vô luôn. Là cô muốn cho làm sao cô là như thế nào? Là cô nói luôn đi, tôi bây giờ tôi cũng cho mà một nhà này tôi cho nó tới đó luôn đó. Dạ. Yeah. Phải là ngang khoảng mấy mét cô? Tính đi dài. Cho 48 đi. Dài này đi tới mấy nhà. Bây giờ pi nhà này tới đó luôn đó. Mẹ bảy luôn. Tôi cho nhà này, tôi cho đứt một khúc này luôn. Tới cái đó luôn. Hay tới bảo bạn luôn. Tôi bảo bạn luôn. Muốn làm gì làm. À, quá lớn rồi. Tôi không biết làm phước mà mấy đứa dùng tới bây giờ ông mới mất. Thấy ông thấy ông mất không? Tôi cũng dạ rồi. Mấy chú dùng mấy tôi cũng biết làm phước. Có nghĩa là cô nói là cô cho, cô vẫn cho nhưng mà phải tính sao cho cô có một cái hỗ trợ cho cô một cái số vốn gì đó. Để mà dạ, già vững già. Dạ, dạ. Dạ. Ông 72, ông 71, ông chết. Mới mất hả? Mất nó mới mất rồi. Mới mất mấy ngày. Nếu mà bây giờ con thí dụ đi, nếu mà có một anh quân nào giống như là cô dạng như là cô muốn dạng như mình đừng nói cho nữa, giờ mình bán đi. Và cô bán lại cho cháu mình hay gì đó là cái cho người ta không biết nhiêu mà ta cho mình chứ đủ. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mấy rồi.
cô bán rẻ bao nhiêu đó thì rồi, vừa cho vừa ấy luôn á, thì cho dễ. Vừa cho vừa bán 5-10 triệu hay là nhiêu đó. Đại cũng có cũng được, được cái 10 cũng được thôi. Thôi là được á. Thôi chuẩn bị cho đó. Đó là dễ dễ đi. 10 vuông. Đó lúc đó là sẽ sang tên đi mà sang tên đi mà đất này thì tôi nói nè, bây giờ cho bác nói cho mấy con nghe. Lúc trước thì tôi cho ở hết, mình cũng cho, bây giờ tới nhà nước cho nhà ba hộ á, con an lại. Lại mà bằng khoan trong tay bật tay bên. Con an lại tôi tính không cho. Tôi tính không cho, tôi nói thì nó có biết ơn. Nó phải ngủ lại chửi. Nói ngay đi nghe. Tới 3-4 ngày con an lại hoài, thế sao tôi đâu có tội gì mà vô nhà tôi hoài, thay dùng kêu lại xin lỗi tôi nói em xin lỗi thì chị chấp nhận mà mới muốn say chửi nữa. Xin nữa. Cái người cho cái người đó người ta chửi mình lúc chửi ta chửi nha. Thôi. Hay là bây giờ ký rồi mới giặt tư giam vô mà không ký mới giam vô đất túi. Đúng rồi. Hay tới chỗ này nói sao không đi. Con nói con vậy nè, cái vấn đề đó là cái vấn đề của viên tư đây. Vấn đề của con Châu nó đây nè. Ừ, nên bây giờ cho vậy nó cho gáp, bị lên tóc tới làm đi làm. Rồi vậy là con nói là con chỉ cần cho con 10 triệu là được rồi phải không? Rồi con 10 triệu. Rồi cái đó là mình tới đó mình vô xã mình làm giấy sang tên cho em luôn ha. Làm cho luôn. À rồi. Con cậu luôn. Rồi vậy là quá ok. Bây giờ cho hai gia đình này con tôi, nó bây giờ chủ ta không kêu con sợ mất tôi á, sợ con sao lại nói này nói cọ. Bây giờ đóng cậu lại, mua cậu lại, đóng cho đúng rồi, cô tại vì sao? Nhà này cũng vậy á. Cái đời cô thì dễ nhưng mà đời con nó khác nữa. Nó cao hơn nhiều lắm cháu. Nhưng mà cho hỏi cái bây giờ ở đây, thí dụ như mình mua bán rẻ lại cho cháu mình cái phần ở sau này, rồi cái đường đi ra trước thì sao? Đường cái năm đó. Đường không đó, đúng chung rồi đó. Đúng đó. Hay cũng cậu nó đó này, đi đấy. Cho đi ha. Có cái nền 10 triệu là quá rẻ rồi. Ở đây cô kiểu này cô cho vừa hỗ trợ với đâu mà tôi cũng dạ. Cho hỗ trợ một mơ đây đó. Cô nói vậy là hợp tình hợp lý đó. Tại vì cô cũng khổ. Chứ hồi cô không giàu có gì. Ông mất nó. Nhưng mà cái miếng bự này cũng 10 triệu là cũng ok luôn á. Dài ra ngoài kia là hơn 8 mét. Tới men luôn á. Cái mé này tới luôn bạn đó. Nếu mà bạn ngang thì cô cho là cỡ 5 mét nè. Bạn ngang kia đó kìa. 58 đó, 58 dài quả nữa. Cái mực bên kia luôn đó. Đụng mực kia. Mà tôi nói á, 12, 15 triệu cả 20 triệu với làm cho tôi không có làm phước. Phải không? Làm như cô không biết làm phước. Dạ. Cô kiểu cô cho hỗ trợ cho cô một phần để cô cũng xây sở. Thì cộng lắm á mọi người. Nếu mà cô cho tới mấy mương ngoài đó là 7-8 mét đó, dài tới cả chục mét thôi. Đó, dài đó, dài tới bờ luôn á. Xe chạy nó ớn. Vậy là ok rồi. Dài tới cái cây ngoài đó luôn á. Cây đó tới cây đó luôn á. Cây ngoài đó thì ok rồi. Chục mét á. Làm gì làm đấy, muốn làm gì làm đấy. Xà nha. Xà lại là mai mốt là xong là trồng cây lên nuôi cá luôn. Hiểu không? Nói chung là con cháu gần cũng hữu hỷ cô ơi. Nha. Vậy là cũng có cái hy vọng rồi đó. Rồi có gì cảm ơn cô đi. Tôi cho lại tôi cũng dài á, tôi cũng không sao đưa con tôi đi làm không đây nữa. Làm mà ta làm giàu á, đi làm mà ta làm giàu được á, gan á, gan bằng ăn, gan tinh toan. Mình suy nghĩ đừng có 1 tiểu ăn hết tới 900 rồi đừng. Thí dụ vậy đấy, mình không có nói vậy đó, mình thí dụ mình xài á. Tiết kiệm ha. Tiết kiệm mới được á, mình làm có nhiều ăn cũng hết à. Hết. Để dành sao sao nghe bác gái nói cóc gừng mắt gì Châu Ôn. Mừng quá hả Châu Ôn? Mừng hả? Ước mơ có được miếng đất là có liền luôn rồi đó. Có liền luôn. Chưa có liền. Chưa có liền. Vậy có liền. Đất người ta bán chó rồi, người ta tin tầm tin tương dạ là cước không. Đất bây giờ mà nói mà mua cái miếng mà bà ngang 5 m, bà dài 8 m đâu có giá 10 triệu. Mà khóc luôn rồi. Nói chung là giờ là cũng có nếu mà nói chung là em là hiện nay là được rất là nhiều cái tình cảm của quý cô chú anh chị đó. Đó. Sau này nhớ là mình làm gì mình phải suy nghĩ cho nó kỹ em ơi. Không biết suy nghĩ ở gần tôi dạy thì biết suy nghĩ hết. Nó mình đã lỡ một lần rồi, lần sau mình cố gắng mình cho nó chỉnh chạc hơn, suy nghĩ cho nó kỹ lưỡng. Đó. Cô người mẹ mà cô đi chùa Việt thì Cà Mau luôn, mình mấy cái việc tắc sĩ bà năm hại vậy tôi biết hết trơn, tắc xe thì biết. Mấy người có khó không biết người khác. Ô, ăn chay đi chùa Việt hả? Trời chùa Việt người ta còn uy tín chân hơn chùa Khmer, đi hành đinh thân không có nói chuyện. Khmer còn nói chuyện ông lục đọc kinh. Biết tôi dặn cô này hay cô này đi chùa Lạc Hòa, ông lục ta đọc kinh ta nói sao có nhà có cha có mẹ với có nhà có đất gì đó, mất cha mất mẹ đường đất này ta phải nghe không? Tụi này nghe ông lục này Việt đọc kinh đó
Yeah. Rồi hôm nay mấy anh em của tụi con đến đây thăm hỏi gặp gỡ Châu Un đó, thì cũng nghe được cái ước mơ của em ấy cũng có một cái miếng đất. Thì hôm nay là bác cũng như là cũng nói lên cái nỗi lòng của mình. Thì mong là mấy anh em chia sẻ lên thì được sự quan tâm của quý cô chú anh chị để mà giúp đỡ cho em Châu Un thực hiện cái ước mơ này. Thì cái niềm vui của anh hãy thông báo cho em đó là có chị Hồng Thắm ở bên Singapore đó là hỗ trợ lợp cho em cái mái tôn này. Thì trước mắt thì em có thể là đi kiếm những cái người thợ nào biết đó, thì có thể là kêu lại đây để mà hỏi giá cả như thế nào, để mà lợp lại cái mái tôn này bao nhiêu tiền, rồi có gì cho anh hay đó, để anh báo lại cho chị ấy ha. Rồi em có điều gì muốn nói không, có gửi lời cảm ơn đến chị Hồng Thắm đi. Cảm ơn chị Hồng Thắm để cho tôi cho em. Em nói chuyện không cảm, không nói cảnh cái gì rồi, cũng không cảm đi. Em cảm ơn chị nhiều. Em cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi cảm ơn cô này luôn đi, rồi vừa giúp em luôn đó. Bà cô ha. Không đó, người dân đó. Lạ. Trong xôm thôi, giờ ra trong xôm. Trong xóm nha. Cảm ơn bà luôn đi. Con cảm ơn bà. Chị cũng gần luôn. Trong quá trời xúc động niềm vui á. Em nói không ra luôn. Vui quá nói không ra lời luôn á. Quá vui rồi. Rồi em khóc, anh cũng khóc theo luôn nè. Khóc anh ơi. Khóc quá trời luôn. Khóc ai quay cho em đó. Giờ rồi. Kiếm được cái miếng đất để mà có cái nhà đâu mà là dễ đâu. Khó lắm. Bây giờ có tiền mới mua con ta trong lô ta ủi lên ta bán nữa nó. Tự nhiên mà mình đi tìm mua không có đâu, 200 triệu không có mua đó. Tự nhiên đi tìm á nha, không có đâu. Ta ủi lên hay mua con ta nó một xe đi thật một tấn đi. Xe tải chở vô một tấn nó mấy trăm nó ta cũng có bán vậy. Thì ta mua như đất á, ta lắp. Phải tự đi. Có đất rồi mình làm tự. Dạ đúng rồi, mình làm tự. Vậy là mừng rồi đó. Vậy là cái khâu mà đất liên tâm rồi đó. Bây giờ nếu mà em hỗ trợ cái miếng đất là sẽ có người hỗ trợ cái khác nữa. Tính ra cho Un ước lẹ dữ rồi. Thì ước nó có liền cái có đâu thì tự nhiên bà bụt xuất hiện vậy trời. Bà bụt áo trắng luôn. Ừ, bà bụt áo trắng luôn. Rồi luôn. Rồi cảm ơn bà bụt rất nhiều luôn nha. Bà bụt nhiều rồi. Rồi. Còn hơn trong chuyện cô tích nữa ha. Thôi mình chào khán giả đi Châu Un ơi. Dạ đi. Cảm ơn nhiều.